Đây là lô hàng khoảng 2.500 chiếc bánh nướng trung thu trứng chảy, không có hóa đơn chứng từ, không kiểm định chất lượng vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 5 phát hiện và thu giữ. Bao bì, mẫu mã bắt mắt nên dễ hiểu vì sao trên các sàn thương mại điện tử, giá của một hộp bánh trung thu trung bình từ 800.000 đến cả 1.000.000 một hộp tùy nơi. Các chủ hàng cũng tìm đủ mọi cách để tuồn sản phẩm vào thị trường tiêu thụ nhằm kiếm lời. Hiện nay các đối tượng không sử dụng những xe tải để chở vận chuyển hàng nữa mà thường sử dụng những xe con, xe du lịch để vận chuyển hàng tránh cơ quan chức năng. Ngoài ra thì các đối tượng vận chuyển vào khoảng khung giờ ít người đi lại, không phải khung giờ cao điểm. Theo Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, hiện nay thị trường bánh trung thu đang hết sức sôi động với nhiều chủng loại khác nhau, đa dạng cho người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, trong số đó, một số mặt hàng bánh kẹo nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được nhập trà trộn cùng các loại bánh kẹo trung thu được kiểm định chất lượng để tuồn về thị trường. Điều này dẫn đến công tác xử lý gặp nhiều khó khăn. Rất có thể những khoản vào đấy chứa những cái chất mà nó chưa được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc là có thể gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Trong trường hợp mà chúng ta mua ở trên các sàn thương mại điện tử thì chúng ta phải lưu ý, bởi vì là bánh trung thu là một cái mặt hàng thực phẩm và kinh doanh có điều kiện, cho nên là các gian hàng bán là phải được phép kinh doanh thì chúng ta mới mua. Trong thời gian tới, đặc biệt là giai đoạn cận kề Tết Trung thu, các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra và giám sát thị trường. Mục tiêu là đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, đồng thời ngăn chặn các hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả mạo, nhất là đối với các mặt hàng như bánh kẹo, thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh bất hợp pháp trong thời gian này không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng mà còn góp phần ổn định thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh uy tín phát triển công bằng.